Hôm nay thì mình xin được bóc phốt một quán ăn có ý định tấn công khách hàng là mình. Và đây là câu chuyện hoàn toàn có thật nha. Và còn cho rằng đây là bản đúp của Hải Di Lao. Nói chung thì đây là cái phiên bản Hải Di Lao mà cho học sinh sinh viên. Và tự tin rằng là có thể ngon hơn. Chà kèo này tôi thấy có vẻ là hơi căng rồi đó. Thôi thì mình cứ hạ nhiệt bằng hai cốc trà tắc đá nhuyễn nha. Quán lẩu nhưng mà bán tắc nhuyễn ngon quá. Mình thấy tắc xanh hay tắc đỏ đều ngon nha, mọi người nên thử. Đây là nguyên một cái set lẩu 149k dành cho hai người ăn no nên quên lối về luôn. Và đơn giản là chỉ có hai vị như là tôm dung và chua cay thôi nha. Mọi người còn có thể gọi thêm những cái món ăn kèm như là tôm phỉ thúy nè, miếng dẹt khoai lang hay là bò Mỹ dao động cho từ 15k. Cá thì phải nguyên một tảng bự và dài như này mới chịu. Mực thì nguyên con mà là mực trứng nữa. Và coi tới đây thì mọi người cũng nên biết ai là thủ phạm tấn công mình. Sợ nha. Thấy chưa, rõ ràng là hắn muốn tấn công mình mà mình có làm cái gì hắn đâu. Nước lẩu tôm nhưng mà đây thì mình thấy thật sự là nó ngon nha, rất ngon, nó siêu thơm và đậm đà luôn. Nói chung là có thể ăn đứt mấy cái quán lẩu còn lại luôn, đó là có thật nha. Ở đây có thêm cái phần tỏi phi là mọi người rắc vô cái phần lẩu á, thì ăn vô nó sẽ tăng thêm cái độ thơm á. Nhưng mà phần nước chấm thì mình chưa thấy đặc sắc lắm. Nói chung là hải sản tươi nè còn ngoan ngoại muốn tấn công tôi luôn mà. Topping bên thì đa dạng, rau nhiều nữa, đáng để trải nghiệm.